Kính chào các cô bác, các anh chị và các bạn đang xem kênh Cây Giống Anh Trung ạ. Hôm nay là ngày 26 Tết rồi, là ngày 28 tháng 1. Thực ra thì cái thời điểm này thì Tết rất là cận kề rồi. Như nhà em thì thợ hiện tại thì thợ cũng đã nghỉ hết. Vì thế mà những cái đơn mà các cô bác, anh chị và các bạn báo ấy thì em đều hẹn mọi người đến sang đầu năm em trả hàng. Thế nhưng hôm nay có một anh khách thì anh ấy cần lấy luôn ba cái cây hồng xiêm lớn này. Mặc dù là thợ không có nhưng mà may quá em nhờ được một anh hàng xóm. Được nhờ được một anh hàng xóm anh ấy đánh hộ. Cùng với lại nhà em nữa thì cũng sẽ cố hết sức để đánh để trả cho anh ấy ba cây hồng xiêm này để anh trồng trước Tết. Thực ra anh khách này cũng ở gần, vì thế mà anh tự đánh xe đến lấy, vì thế mà nhà em cũng cố gắng để nhờ người để đánh. Còn những đơn mà các anh chị và các bạn ở xa ấy thì em sẽ hẹn mọi người là qua Tết em trả nha. Đây em đánh cái cây này là cây đầu tiên. Hôm nay có 3 cây thôi, những cái cây này toàn là cây 9 10 cm ạ, gốc 9 đến 10 cm ấy. Cây cao hơn 3 mét, từ 3 mét đến 3 mét rưỡi. Hiện tại thì trên cây sẵn nhiều quả. Những cái cây to này nhà em đánh bao giờ cũng đai bằng cái bầu lưới như này nha. Đó, trên cây sẵn nhiều quả luôn ạ. Cái cây này nếu các cô bác, anh chị và các bạn mua những cái cây lớn như thế này ấy, thì mình về mình trồng luôn. Mình để cẩn thận hơn thì cô bác, anh chị và các bạn nên vặt bớt lá đi. Nên vặt bớt lá đi. Đối với cái cây hồng xiêm thì nó rất là khỏe. Thường thì nó cũng ít khi bị ảnh hưởng ạ. Đây em giới thiệu luôn với mọi người cái vườn hồng xiêm cây lớn nhà em nhé. Cái vườn hồng xiêm này cây rất là lớn. Cây toàn những cái cây đường kính gốc 9, 10 đến 14, 15 phân rồi ấy. Nói chung là cây rất là lớn. Đặc biệt là trên cây thì cực kỳ là sai quả luôn. Đấy. Trên cây thì cây nào cũng sai quả. Đấy là lứa vừa rồi thợ nhà em đã vặt rồi đấy. Các bà mỗi người đã vặt khá là nhiều rồi trước khi nghỉ Tết. Tầm này thì còn những cái quả mà của lứa sau thôi. Nhưng mà nó cũng khá già rồi. Hiện tại thì ở Hà Nội mọi người đang bán hồng xiêm. Mọi người đang mua cái hồng xiêm này với giá là 40.000 một cân đấy. 40.000 một cân cái quả hồng xiêm này đấy ạ. Nói chung là năm nay hồng xiêm khá là được giá. Hồng xiêm, táo và cam đường canh ấy. Mấy cái loại này khá là được giá. Như mọi năm thì tầm này chỉ 20.000 một cân thôi. Nhưng mà năm nay 40.000 cũng không có mà mua ạ. Nhà em chia sẻ với mọi người cái quá trình đánh cây của nhà em nhé. Đối với cái cây hồng xiêm này tán nó rất là rộng, đặc biệt là nó nhiều quả. Vì thế mà trước khi đánh thì bao giờ cũng phải quấn buộc những cái tán này gọn vào, buộc những cái tán này gọn gàng vào để khi mà mình đánh cái cây ấy, thì nó không bị lòe xòe và nó không bị gãy cành. Bình thường ngày thường ấy, không phải là Tết mà đánh những cái cây này ấy, thì có tầm khoảng 3 người ấy, thì đánh nó sẽ rất là nhàn. Thế nhưng mà thời điểm cuối năm mọi người ai cũng muốn nghỉ Tết sớm, nhất là năm nay dịch Covid nữa, ai cũng muốn nghỉ Tết sớm. Vì thế mà nhà em thợ cũng không có ai. Nhiều cô bác anh chị gọi điện để lấy cây ấy, nhưng mà không có thợ, nhà em cũng không có cách nào để chuyển cho cô bác anh chị và các bạn được. Vì thế mà cô bác anh chị và các bạn ở trên khắp mọi miền ấy, mọi người có nhu cầu mua cây ủng hộ nhà vườn Anh Trung thì cô bác anh chị qua Tết từ mùng 6 đến mùng 10 mọi người báo lại đơn giúp em sẽ chuyển cho các cô bác anh chị và các bạn ạ. Đối với những cái đơn mà nhiều cây hoặc là cây nhỏ ấy, như cau hoặc táo,
thì nhà em ưu tiên là chuyển vận chuyển bằng xe, xe khách hoặc xe tải, như thế thì cây nó sẽ đảm bảo khi đến nơi cho các cô bác anh chị và các bạn cây nó khỏe đẹp, đấy, không bị gãy. Cái cây hồng xiêm này nó cao được tầm khoảng 3 mét rưỡi nha cô bác anh chị. Cành tán thì tròn tán, nói chung là tán rất là đẹp luôn. Những cái cây hồng xiêm này nhà em đã nuôi mấy năm ấy, vì thế mà cây rất là đẹp. Trên cây mọi người cũng nhìn thấy quả rất nhiều đúng không ạ? Khi mà cô bác anh chị và các bạn mua những cái cây hồng xiêm lớn như này ấy, thì cô bác anh chị khi về, trước khi trồng thì mình nên vặt bớt lá đi nha. Trước khi trồng cô bác anh chị và các bạn nên vặt bớt lá đi. Vừa hồng xiêm thì nó rất là khỏe. Ví dụ ở thời điểm như bây giờ ở ngoài miền Bắc thì cây rất là khỏe. Cô bác anh chị trồng luôn cũng nó cũng không ảnh hưởng gì lắm đâu ạ. Có thời điểm mùa thu ấy thì lúc đó thì hơi khó, trồng nó hơi khó đối với các loại cây, nhưng riêng hồng xiêm thì nó cũng dễ đấy. Hồng xiêm nó là một cái loại cây rất là khỏe. Hồng xiêm này em có cả cây giống nha cô bác anh chị, em có cả cây giống, cả cây giống này, cả cây choai lỡ mà đang hoa quả, và có cả một cái loại gốc lớn bự như thế này nữa. Cây này thì cây nhà em dao động từ 8 đến 14 15 cm. Những cái cây mà 14 15 cm ấy thì những cây này thì phải dùng bằng cẩu, phải dùng bằng cẩu thì mới vận chuyển được. Còn như cái cây nhà em đang đánh này 90 cm thì 90 cm là hoành nó cũng vào từ 30 đến 33 34 rồi đấy. Vì thế mà những cái cây này thì nhà em có thể khiêng được. Đây, lát nữa nhà em đánh cả một cái cây này nữa, đó gốc nó đây ạ. Nó gốc rất là lớn. Gốc rất là lớn luôn. Trên cây sẵn nhiều quả lắm ạ, trên cây sẵn nhiều quả lắm. Cô bác anh chị và các bạn mua những cái cây hồng xiêm lớn mà đang sẵn quả ấy. Cây hồng xiêm lớn mà đang sẵn quả thì mọi người về những cái quả to già thì mình nên vặt nó đi nhá. Những cái cây quả to già thì mình nên vặt nó đi. Sẵn những cái quả này, quả non thì mọi người có thể để, nhưng những cái quả già thì nên vặt nó đi. Cô bác anh chị vặt nó đi và cô bác anh chị vặt nó đi và mình rửa sạch, rửa cái vỏ nó trà kỹ đi, có thể rửa bằng cái nước vôi trong. Rửa bằng cái nước vôi trong thì nó rất là, khi mà cái hồng xiêm của mình nó chín ấy, nó rất cái thịt của nó rất là giòn, nó không bị nhũn. Mọi người có thể nhìn thấy trên cây đang rất sai quả đúng không ạ? Đó. Trên những cái cây này cây nào cũng sai. Nếu cô bác anh chị và các bạn nào ở khu vực miền Bắc ấy, mọi người cần mua những cái cây hồng xiêm này, cần đến vườn để tham quan, thì cô bác anh chị cứ liên hệ số 0977516966 nha. Cây mà sau khi đánh ấy, thì bao giờ nhà em cũng bó bầu rất là cẩn thận. Đây, và đang đánh cây thứ ba này. Nhà em đang đánh cây cây này cây thứ ba đấy. Cây nào cũng thoát thân và tán thẳng đẹp. Đấy, cây nào cũng thẳng đẹp luôn. Em xin phép được dừng video tại đây nha. Các cô bác anh chị và các bạn muốn tham khảo hoặc muốn trồng cái loại hồng xiêm xoài này thì cứ liên hệ em số 0977516966 ạ. Chúc cô bác, anh chị và các bạn xem kênh vui vẻ, đón một mùa xuân an khang thịnh vượng và hạnh phúc ạ.